Xin chào quý vị. Đây là viên uống hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến dạ dày, hàng của Cang Đông. Cang Đông là công ty dược phẩm rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Tại thị trường Việt Nam thì cũng có hàng mấy chục cái sản phẩm khác nhau của hãng Cang Đông này được phân phối tại thị trường Việt Nam bởi hàng nhập khẩu ở Âu. Thì trong đó rất nổi tiếng liên quan đến cái an cung, hay còn gọi là cái hỗ trợ phòng chống đột quỵ. Dạ dày là một trong sản phẩm cũng được khá đông người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Đây quý vị nhìn thấy là cái hình dạ dày này. Dạ dày nó là cái đoạn ống phình ra của ống tiêu hóa giống hình chữ Z này. Thế thì dạ dày cái chức năng của nó là dự trữ nghiền thức ăn, thấm dịch nhờ cái sự co bóp của cái cơ trơn ấy, phân hủy thức ăn thông qua cái enzyme tiêu hóa dịch vị. Nó phù hợp với cái niêm mạc của từng cái cá thể cá nhân khác nhau. Vì có rất nhiều lý do mà dẫn đến đau dạ dày. Thế nhưng mà thông thường thì lý do chung hay bị nhất đó là cái trường hợp mà bị viêm loét. Có nhiều lý do khác nhau lắm, nhưng hầu hết các lý do đều dẫn đến cái hiện tượng là viêm loét dạ dày. Thế thì cảm giác cái đau âm ỉ này rất là khó chịu. Ăn no thì cũng đau, ăn đói cũng đau, mà chả đói chả no thì vẫn đau. Ví dụ như là đau thượng vị này, hoặc ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, những cảm giác buồn nôn, hoặc là bị chảy máu tiêu hóa chẳng hạn. Thì thông thường thì khi mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ hay kết luận là rơi vào một trong những trường hợp ví dụ như là bị trào ngược dạ dày thực quản chẳng hạn, hoặc là nhiễm vi khuẩn HP, hoặc là những trường hợp nặng hơn chẳng hạn như là loét dạ dày tá tràng chẳng hạn, hoặc là ung thư dạ dày. Đôi khi có những người là bị tất cả các bệnh trên cộng lại luôn. Thế thì thông thường những trường hợp trên chẳng hạn thì cần phải có bác sĩ và sử dụng thuốc do bác sĩ kê đơn. Nhưng trong trường hợp mà nếu mà những người mà cần hỗ trợ để điều trị hoặc là bị trường hợp nhẹ, chưa quá nặng thì mình có thể sử dụng cái viên uống Cang Đông này. Thì viên uống Cang Đông này là hộp của nó là 200 viên. Hàm lượng là 150 mg. Đây là có hai hộp nhỏ này, mỗi một hộp là 100 viên. Đây, kèm theo một cái tờ hướng dẫn sử dụng, nó là dạng viên vỉ như này. Trong cái sản phẩm này thì cái thành phần chính yếu nhất của nó gọi là chimebutin malic. Thì đây là một cái với cái hàm lượng 150 mg này. Thế thì nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị cái rối loạn, thế rồi là điều hòa cái nhu động của dạ dày và ruột. Thế bên cạnh đó thì nó tác dụng là kích thích cái nhu động dạ dày ruột để mà điều trị những cái hội chứng mà bị kích thích ấy. Hoặc là những cái hội chứng rối loạn khác liên quan dạ dày. Thì cái chimebutin này là được khoa học chứng minh là có cái tác dụng an toàn đối với cả trẻ em với người lớn trong quá trình sử dụng, cho nên là mình không phải lo lắng. Đây, như cái sản phẩm này thì đây thì hạn sử dụng của nó là 17 tháng 7 năm 2025. 17 tháng 7 năm 2025. Thế thì về cái công dụng của nó thì có khá nhiều cái công dụng khác nhau, nhưng mà tự chung lại hạn thì nó là hỗ trợ cái điều trị những bệnh lý liên quan dạ dày, như là trào ngược thực quản, thoát vị hoành chẳng hạn, hoặc viêm dạ dày, viêm tá tràng, loét dạ dày, loét tá tràng, hoặc một số những trường hợp nhẹ như là cái rối loạn chức năng tiêu hóa, như là đau bụng, khó tiêu, buồn nôn chẳng hạn này, hoặc là những hội chứng mà ruột kích thích, hoặc là đại tràng co giật chẳng hạn này, thì sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt. Thì cái này thì thường thì người ta khuyến nghị là dành cho người lớn, thế còn trường hợp trẻ em thì uống 1/2 của người lớn thôi. Thì người lớn là ngày uống 3 viên chia làm 3 lần, uống trước bữa ăn nhé, với uống với nhiều nước. Thế còn tăng hoặc là giảm cái liều lượng phù hợp theo cái độ tuổi và triệu chứng. Cái này thì bảo quản đây nó cũng tương tự giống như là các sản phẩm thuốc của Việt Nam mình thôi. Xin trân trọng cảm ơn.